app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Cô xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của VietJack. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 4, các số trong phạm vi 1 triệu. Chủ đề 1, số tự nhiên. Trước khi vào bài, chúng ta sẽ đến với phần khám phá các con nhé. Các con quan sát cho cô. Đây chúng ta có một khối lập phương nhỏ và chúng ta được viết là một đơn vị. Chúng ta viết số 1. Vậy sẽ có 10 đơn vị ghép lại. Chúng ta sẽ được một chục. Chúng ta sẽ viết số 10. Tương tự, cô có 10 thanh chục như thế này. Cô sẽ ghép lại được 100 đơn vị. Và cô sẽ viết số 100. 10 chục sẽ bằng 100. Cô có 10 tấm như vậy. Cô ghép lại cô sẽ được 1.000 khối lập phương nhỏ, hay được gọi là 1.000 đơn vị, phải không nào các con? Vậy cô sẽ viết số 1.000. Tương tự, cô sẽ ghép 10 khối như này lại với nhau. Chúng ta sẽ có 10.000 bằng 10.000. Và cô sẽ viết số 10.000. 10 thanh dài này cô sẽ ghép lại với nhau. Cô sẽ có 10.000 bằng 100.000. Cô viết số 100.000. Vậy cô có 10 tấm lớn như vậy. Cô xếp lại với nhau. Cô sẽ được 1 triệu đơn vị. Vậy 100.000 sẽ bằng 1 triệu. Cô viết số 1 triệu. Các con lưu ý, số 1 triệu của chúng ta sẽ gồm là số có 7 chữ số. Trong đó sẽ có 1 chữ số 1 và 6 chữ số 0. Vậy bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học các số trong phạm vi 1 triệu các con nhé. Đến với bài học. Bài tập đầu tiên của chúng ta. Ý A, các con sẽ đọc các số sau. 200.000, 400.000, 560.000, 730.000. Và đây là những số có 6 chữ số, phải không nào các con? Và đây chính là số 1 triệu mà chúng ta vừa mới học, là số có 7 chữ số. Ý B, các con hãy viết các số sau: 100.000, 600.000, 900.000, 1 triệu, 320.000, 420.000, 890.000. Các con hãy nhanh chóng dừng video này lại và viết cho cô, sau đó sẽ quay lại kiểm tra đáp án cho con nhé. Cô tin rằng các bạn học sinh VietJack đã có cho mình câu trả lời rồi đúng không ạ? 100.000, 600.000, 900.000, 1 triệu, 230.000, 420.000 và 890.000. Bài tập thứ hai chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ điền những kết quả, những ô trống ở trong tia số. Chúng ta đến với tia số đầu tiên. Các con có nhận xét gì về tia số đầu tiên? Chúng ta thấy rằng những tia số đầu tiên có những số là 100.000, 200.000, 500.000, 700.000 và 900.000. Vậy để chúng ta tìm được những số còn lại ở tia số, vậy thì chúng ta sẽ đếm thêm 100.000, phải không nào các con? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000 và 1 triệu. Đến với tia số thứ hai, chúng ta nhận thấy có những số sau: 760.000, 770.000, 790.000, 820.000, 840.000. Và đây là những số tròn chục nghìn. Vậy để điền thêm, các con sẽ đếm thêm với 10.000, phải không nào các con? Chúng ta sẽ có 760.000, 770.000 và 780.000. 790.000, 800.000, 810.000, 820.000, 830.000, 840.000 và 850.000 phải không nào các con? Cô khen tất cả các bạn nhé. Bài tập số 3. Chúng ta có yêu cầu mỗi bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Chúng ta quan sát trên màn hình. Đây là 4 chú lợn đất của 4 bạn Hiền, Thư, Phúc và Toàn. Để tính xem mỗi bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ đi tìm số lượng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi tìm giá tiền, tổng giá tiền của 4 con lợn đất ở đây của mỗi bạn. Đối với con lợn đất của bạn Hiền, chúng ta thấy rằng có 4 tờ 100.000 và 1 tờ 200.000. Vậy chúng ta sẽ có phép tính. Số tiền bạn Hiền tiết kiệm được là 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 200.000 bằng 420.000 đồng. Để có cách tính thuận tiện hơn, chúng ta thấy rằng có 4 tờ 100.000. Vậy chúng ta sẽ lấy 100 nhân với 4 rồi cộng với 20.000 đồng. Chúng ta được kết quả là 420.000 đồng. Vậy bạn Hiền tiết kiệm được 420.000 đồng. Vậy còn con lợn đất của bạn Thư thì sao nhỉ? Chúng ta quan sát thấy trong con lợn đất của bạn Thư có số tiền có mệnh giá như 500.000, 100.000, 200.000. Vậy bạn Thư tiết kiệm được 500.000 cộng 100.000 cộng 200.000 và kết quả bằng 800.000 đồng. Vậy bạn Thư tiết kiệm được 800.000 đồng. Đến với con lợn đất của bạn Phúc, chúng ta quan sát thấy trong con lợn đất có 3 tờ 200.000 đồng và 1 tờ 50.000. Vậy số tiền bạn Phúc tiết kiệm được là 200.000 nhân với 3 và cộng với 50.000 đồng. Chúng ta thực hiện phép tính ra nháp, các con sẽ được kết quả là 650.000 đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm số tiền có trong con lợn đất của bạn Toàn. Các con thấy rằng trong con lợn đất của bạn Toàn có 2 tờ 500.000. Chúng ta sẽ có phép tính. Số tiền Toàn tiết kiệm được là 500.000 cộng 500.000 bằng 1 triệu đồng. Hoặc chúng ta cũng có thể tính nhanh hơn bằng cách lấy 500.000 nhân với 2 và bằng 1 triệu nghìn đồng. Vậy số tiền bạn Toàn tiết kiệm được đó chính là 1 triệu nghìn đồng. 1 triệu đồng. Bài tập số 3. Bạn Hà đã mua một chiếc tai nghe với giá 260.000 đồng. Quan sát các tờ tiền Hà đưa cho cô bán hàng. Theo em thì bạn Hà đã trả đủ tiền chưa? Bạn Hà trả đủ tiền chưa có nghĩa là số tiền mà bạn Hà trả bằng với giá tiền của một chiếc tai nghe với giá là 260.000 đồng, phải không nào các con? Vậy bây giờ các con sẽ tính tổng cho cô giá tiền và chúng ta sẽ so sánh xem là đã bằng với giá tiền bạn Hà trả đã bằng với giá tiền chiếc tai nghe chưa, rồi chúng ta sẽ đi đến kết luận. Các con quan sát rằng bạn Hà đã đưa cho cô 2 tờ 100.000 đồng, 2 tờ 10.000 đồng và 2 tờ 20.000 đồng. Vậy chúng ta sẽ đi tính tổng. Số tiền bạn Hà đã trả 100.000 nhân 2 cộng 20.000 nhân 2 cộng 10.000 nhân 2 và chúng ta sẽ thực hiện nhanh cho cô ra giấy nháp. Chúng ta sẽ được đáp án là 260.000 đồng. Vậy số tiền bạn Hà đã trả là 200.000 đồng, 260.000 đồng bằng với giá tiền của một chiếc tai nghe. Vậy thì chúng ta sẽ có kết luận rằng vậy bạn Hà đã trả cô bán hàng đủ số tiền, phải không nào các con? Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại các con vào những tiết học sau. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.